Trước tình hình nhiều ngày qua người dân tập trung phản đối dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong, sáng nay tại trụ sở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã Mỹ Hào, xã Hòa Phong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với gần 150 công dân xã Hòa Phong. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì điều hành buổi đối thoại. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Buổi đối thoại được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã Hòa Phong để đông đảo nhân dân toàn xã theo dõi. Có trên 30 lượt ý kiến của người dân, trong đó chủ yếu là người dân thôn Hòa Nam. Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến chủ yếu đề cập đến vấn đề việc đặt nhà máy xử lý chất thải tại khu vực Đồng Bạc, thôn Hòa Nam, xã Hòa Phong có phù hợp. Khoảng cách giữa nhà máy với khu dân cư, nguồn nước sông Bắc Hưng Hải có đảm bảo theo quy định. Cần làm rõ quy trình, công nghệ xử lý của đơn vị chủ đầu tư, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước và đương nhiệm đối với quá trình triển khai dự án. Trước ý kiến của nhân dân, giám đốc các sở, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã tiếp thu, phát biểu làm rõ những vấn đề về sự cần thiết xây dựng các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Các nội dung quy hoạch, quy trình triển khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong, quyền được tham vấn của người dân đối với đánh giá tác động môi trường, các quy định của pháp luật về triển khai khu xử lý chất thải. Hội nghị diễn ra trên tinh thần dân chủ, bình đẳng, công khai.